Thưa quý vị, nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Sơn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, bệnh viện phụ sản nhi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Trung tâm chăm sóc thương bệnh binh nặng, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn quận và thành phố, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo gửi lời chúc tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của các đơn vị, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng và trao tặng những phần quà có ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về. Đồng thời khẳng định, chính quyền quận Ngũ Hành Sơn luôn quan tâm, dành tình cảm tốt đẹp đối với các đơn vị, luôn thực hiện những chính sách ưu tiên thuận lợi nhất để các đơn vị hoạt động hiệu quả. Dịp này, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm và gửi tặng những phần quà đến các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động thường xuyên được lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn tổ chức nhằm gắn kết truyền thống đoàn kết hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng anh em.